quay phải lợi xác. Rồi thấy rồi không? Rồi, rồi phải lợi xác nữa. Chém luôn camera hay gì? Để nó có tiếng động nhiều. Giờ bay lên đó nha. Rồi, rồi, rồi. Bay lên. Rồi xong. Vẫn giờ rồi đó. Quay về cái đèn lại, chiếu chiếu vô mặt đó. Thấy đèn không? Thấy đèn không? Hả? Lắc thì bình thường thôi. Mạnh lên. Lắc vậy nè. Ừ. Cũng gì đó bình thường. Giữ không? Hình rung không? Không. Không lắc thôi. Quyền quá này nha. Lắc rồi. Lắc sao rồi. Mà rung nữa? Trời má, nhưng ba anh xịn mà. Bắt chơi. Rồi đi quay phim đi. Đi mang đi. Nào quay phim mấy bác mới rồi. Đi họ kìa. Bán tay được không? Bán tay nè. Ô, chém cỏ luôn ghê vậy. Cái đó, như mới tóc vậy. Rồi, hốt luôn. Dính. Rồi, hốt rồi, hốt rồi, lên được. Má đi chơi lúc nào cũng vậy, chứ mấy cò lông vậy ta. Lâu nhà tao mấy cò lông. Ăn quá trời cỏ. Quần vô áo này. Rồi. Còn thèm cỏ hả? Bay trong phạm vi khoảng chừng 20 mét, bay mắt mình như trước. Con này xét lộn được luôn hả? Không, bác Hải, mấy cái con của mình mới chơi bộ này ngon rồi bác Hải. Cái kiến mắc tiền đúng không? Trời, cái kiến nó mắc tiền bằng con máy bay luôn như vậy. Trời, kiến mắc lắm không? Mấy trăm đô đó.